Thì về cái vấn đề cổ vai gáy này đó, mình sẽ xử lý như thế nào bác? Cái cổ vai gáy này trước tiên thì ta dùng dầu ấn vào các cái huyệt hông chì và dọc xuống dưới cổ này sang vai, tại vì nguyên nhân của nó là do tắc đốt C7 này nên là máu đưa lên trên não thì cũng kém, mà đưa xuống cũng kém, mà đưa xuống vai cũng kém, hay là nó sẽ dẫn đến một là nó sẽ hay bị đau đầu, Tề mất tài. ngủ, dần dần nó sẽ đau xuống vai, dần xuống đau tê tay, tê các ngón tay, nên là chủ yếu là ta phải giải quyết ở cái phần cổ này là cái phần gốc để và giải quyết các cái phần ở vai và tay, nên là nó mới dứt điểm một cái vấn đề là của vai gáy. Dạ vâng, cảm ơn bác. Ngoài cái việc chúng ta lấy chai xanh ứng vào huyệt á, thì chúng ta nên sử dụng thêm một chai màu đỏ để xịt vào những vùng da lớn để đạt một cái hiệu quả tốt nhất. Khi mà chúng ta sử dụng một cặp sản phẩm như thế này, nó tạo ra một cái hiệu quả rất là tốt và nhanh chóng. Chúng ta hãy để lại bình luận hoặc nhắn tin cho trang Facebook này để được các bạn nhân viên tư vấn một cách tận tình nhất nha.